Xin chào mừng các bạn đã quay lại với kênh. Và hôm nay trong cái chủ đề về kiếm tiền với YouTube thì mình xin chia sẻ cho các bạn một cái bài viết mình nghĩ là rất nhiều bạn quan tâm. Đó là làm thế nào đối với một cái video đang được ăn đề xuất của YouTube. Ở đây thì mình chia sẻ những cái vấn đề mình biết nhé. Các bạn có thể là có những cái cách khác thì các bạn có thể chia sẻ để mọi người cùng học hỏi nha. Ở đây là mình sẽ có một cái ví dụ và minh họa cho các bạn. Trước tiên thì các bạn nào mà mới ghé kênh đầu tiên thì các bạn có thể là đăng ký kênh để ủng hộ mình và để có thể xem được những cái video mới nhất nha. Mình sẽ có những cái ví dụ minh họa thực tế trên những cái video ở kênh chia sẻ này của mình cho các bạn xem. Cái bài này thì mình sẽ nói về hai phần. Cái phần thứ nhất là làm sao để biết được cái video của mình có được đang được ăn đề xuất của YouTube hay không. Và cái thứ hai là đối với những cái video đó thì chúng ta sẽ có cái hướng xử lý như thế nào để có thể hỗ trợ cho những cái video mới trong cái việc kéo view nha các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn, nếu các bạn nào chưa cài cái tiện ích là TubeBuddy thì các bạn thể cài ngay vào máy của mình nha. Thì cái tiện ích này nó có rất là nhiều cái chức năng hay mà các bạn có thể dùng được. Ở đây thì mình đã có cái video hướng dẫn về cách cài TubeBuddy vào. Nếu các bạn đã cài rồi hoặc là chưa biết cách dùng hoặc là chưa cài thì các bạn có thể xem cái video này nha. Chúng ta cần cái ứng dụng này để chúng ta truy cập nhanh vào những cái chức năng trên kênh của mình. Rồi, các bạn truy cập vào TubeBuddy và chúng ta sẽ chọn vào cái mục, đó là mục là phân tích nha. Ở đây thì với TubeBuddy thì các bạn có thể truy cập nhanh vào rất nhiều cái phần trong cái kênh của mình nha. Rồi, mình sẽ bắt đầu vào cái mục là phân tích nha các bạn. Trong cái phân tích này thì nó hiện rất là nhiều cái thông tin bổ ích cho chúng ta. Thì với một người làm YouTube thì các bạn phải xem cái phân tích này để chúng ta biết được cái tình trạng kênh của mình như thế nào. Và ở đây thì cái video đề xuất của mình thì nó nằm ở phía cuối nha các bạn. Các bạn kéo xuống cuối và chúng ta sẽ nhấp vào cái video đề xuất. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy là nó đề xuất từ cái YouTube nữa nha. Các bạn có thể nhấp vào và xem thông tin. Ở đây thì mình sẽ nhấp vào cái video được đề xuất nha. Chúng ta có thấy là nó sẽ có rất nhiều cái video được đề xuất nha. Chúng ta sẽ nhấp tiếp vào cái mục là video đề xuất nha. Để chúng ta xem chi tiết những cái nội dung trong đó. Rồi, thì đây là những cái video mà nó đã đề xuất cho những cái video trong kênh của mình. Thì các bạn thấy là nó có rất nhiều, danh sách này nó có rất nhiều nha. Và phía trên này thì nó cũng có rất nhiều cái dạng thống kê cho chúng ta có thể xem xét. Các bạn thấy nha, có rất nhiều cái dạng thống kê. Các bạn thấy đưa chuột vào để xem một số thông tin ban đầu. Ngoài ra thì các bạn thấy chọn ở những cái nhiều dạng thống kê khác nha. Ở đây thì cái một cái bài viết, một cái bài video về cách tính diện tích đất. Và cái video của mình thì được ăn đề xuất trong cái video này. Các bạn thay đổi lại cái dạng thống kê để chúng ta xem cho nó dễ. Hoặc là các bạn muốn xem ở cái dạng cột hoặc là dạng biểu đồ đó thì chúng ta sẽ nhấp vào. Rồi, khi mà các bạn đưa chuột vào thì chúng ta sẽ có một số thông tin cho các bạn tham khảo. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái video này nha, video đầu tiên này. Thì cái video của mình đã được ăn đề xuất trong cái video của cái kênh về kỹ thuật máy nông nghiệp này và nó nằm ở top đầu cho nên nó cái view lên nó rất nhanh nha, nó nhanh so với những cái video khác trên cái kênh của mình. Thường thì cái video mà nó ăn đề xuất á, thì nó sẽ nằm bên phải như thế này và các bạn để ý là chúng ta thấy cái chữ tiếp theo đó, nghĩa là sau khi mà cái video đó xong thì nó sẽ đến cái video của chúng ta. Đấy. Thì nếu mà video của bạn nằm ở cái vị trí tiếp theo này thì khả năng người xem click vào cái video của bạn là rất cao. Họ có thể xem ngay cái video của bạn. Nếu mà họ không thích cái video mà họ đang xem thì cái video tiếp theo sẽ là chiếm ưu thế cho với cái việc nó chiếm ưu thế rất nhiều nếu nó nằm ở vị trí ban đầu này nha. Đấy, thì cái thời gian ăn đề xuất thì mình đọc một số tài liệu thì mình thấy là nó có thời gian là 20 ngày, sau đó nó sẽ rớt dần nha. Và cái video của mình thì mình cũng thấy như thế. Cái số ngày thì mình không có kiểm chứng cụ thể cho nên mình không biết chắc là cái số đó có phải chính xác hay không.
Đấy, thì trước đây thì cái video của mình nó nằm ở vị trí này, nghĩa là khi người xem nhấp vào cái video cách đo diện tích ruộng thì nó kế tiếp nó sẽ là cái video của mình nhé. Đấy. Thì cái vị trí càng cao thì khả năng người xem càng lớn. Hiện nay thì cái video của mình nó đã rớt hạng rồi, nó không còn nằm ở cái vị trí số 1 nữa, nó nằm ở vị trí khoảng số 4 hoặc số 5 gì đó. Các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy được cái vị trí của những cái video tiếp theo nha. Đây, thậm chí là nó rớt hẳn ra khỏi trong cái danh sách này luôn nha, rớt hẳn ra khỏi danh sách này luôn. Và khi mà nó không còn ăn đề xuất nữa thì cái lượt view thì nó giảm rất nhiều nha, giảm rất là nhiều. Rồi mình đang kiểm tra một cái video khác và mình thấy cái video cái video của mình vẫn còn đây nè, đây đây là cái video của mình nha. Thì nó từng nằm ở cái vị trí số 1 và cái view của nó lên rất nhanh nha. Hiện nay nó được 34.000 rồi. Hồi mới được đầu thì nó rất là thấp. Và sau khi nó ăn đề xuất của video này thì nó lên rất nhanh. Và hiện nay thì nó bị rớt xuống hạng rồi, nó rớt xuống thứ tư rồi nha. Nhưng mà khả năng người xem click vào cũng rất lớn, tại vì cái video của mình cùng với cái video ăn đề xuất thì nó có cùng một chủ đề. Do đó mà khi mà cái video của bạn được ăn đề xuất mà nó cùng chủ đề nữa thì khả năng người xem click vào rất là cao. Rồi mình sẽ qua cái phần thứ hai, đó là cái phần mà các bạn hay hay đặt câu hỏi, đó là với một cái video mà đã được ăn đề xuất rồi thì chúng ta phải làm gì với nó. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái ví dụ thực tế minh họa luôn nha, để các bạn dễ hiểu. Mình sẽ chọn đại một cái video này đi nha, video này, và mình cho nó là một cái video đang được ăn đề xuất thì mình sẽ làm gì nha. Thì mình sẽ có hai hướng. Thứ nhất là các bạn vào phần chỉnh sửa lại đó, thì ở đây thì chúng ta có thể là đặt cái màn hình kết thúc và mình muốn cái video nào nó hỗ trợ kéo view thì chúng ta sẽ đưa vào đây. Tuy nhiên với cái màn hình kết thúc này thì nó cũng có cái vấn đề là nếu người xem không xem hết cái video của bạn đến cái mục màn hình kết thúc này thì dĩ nhiên cái cơ hội để người xem nhấp vào xem cái video đó là không cao. Đấy, do đó mà các bạn cần phải biết rằng cái thời gian mà người xem họ xem cái video này đến đâu. Ví dụ cái video của bạn có 10 phút mà các bạn xem lại trong cái phần phân tích, cái người xem đa số họ chỉ xem đến phút thứ ba thôi, thì rõ ràng là cái màn hình kết thúc này nó sẽ không có tác dụng nha, không có tác dụng. Hoặc là nếu đặt cái trường hợp người xem kéo nó đến cuối cùng để họ coi thử cái video tiếp theo trong màn hình kết thúc là gì, thì lúc đó khả năng mà người xem click vào đó mới mới là mới cao nha. Nếu họ chỉ xem một phần trong video của bạn thì cái màn hình kết thúc là nó không có tác dụng. Như vậy thì chúng ta còn một giải pháp nữa, đó là chúng ta sẽ dùng cái thẻ nha, dùng cái thẻ. Thì các bạn có thể xem thử là cái video của mình người xem họ xem cái thời gian bao lâu. Ví dụ người xem chỉ xem trung bình trong 3 phút thôi thì chúng ta sẽ đặt cái thẻ tab nhiều trong cái giai đoạn này nhé. Ở đây thì nó cho chúng ta 5 thẻ tab thì chúng ta có thể đặt 3 thẻ tab trong cái thời gian mà người ta xem nhiều đó, và 2 thẻ tab thì chúng ta có thể rải ra nhé, thẻ rải ra ở giai đoạn sau. Là các bạn thấy chưa, đó là cái cách các bạn có thể ứng dụng nha. Còn nếu các bạn làm không có dựa trên cái phân tích thì rõ ràng là cái hiệu quả của nó sẽ thấp, rất là thấp. Và hầu như nhiều lúc các bạn thấy là mình đã làm theo hướng dẫn rồi mà nó không có tác dụng, tại vì các bạn không có làm đúng nha, không có làm đúng. Nếu người xem họ chỉ xem 3 phút mà các bạn đặt cái màn hình kết thúc ở cái video tới cái 90 phút thì rõ ràng là cái khả năng cái người xem họ tiếp cận đến cái video rất là thấp nha. Chúng ta sẽ tập trung vào cái thẻ nhiều hơn. Đấy, đó là cái chiến lược của chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cái nhé, một là cái màn hình kết thúc, hai là cái thẻ để hỗ trợ cho những cái video mà chúng ta muốn kéo view nha, hỗ trợ đấy. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một cái cách nữa nha, cách nữa để mà có thể tăng cái lượng truy cập, tăng cái lượng khách đến với cái kênh của chúng ta. Đó là gì? Rồi mình sẽ trình bày ha, tiếp tục cái phần 2 nha. Cái phần thứ hai là khi mà video đã được ăn đề xuất rồi thì chúng ta nên làm gì. Thì các bạn thấy là khi mà một cái video mà chúng ta đang view đang lên rất cao và nó được đề xuất của YouTube thì chúng ta làm gì, chúng ta xem nha. Chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải tạo ra được những cái video mới có cái nội dung tương đương hoặc là gần với cái chủ đề mà cái video đang được ăn đề xuất làm. Đấy, thì khi mà các bạn
làm những cái video có nội dung liên quan thì cái khả năng mà được ăn đề xuất là rất là cao nha, khả năng ăn đề xuất là rất là cao. Ngoài ra, ngoài cái video ra thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái việc đặt tên cho cái video đó nữa. Thì để đặt tên thì các bạn xem những cái video có cùng một chủ đề trong cái danh sách đề xuất đó, nó có tên là gì, có những cái từ khóa gì chung hay không nha, từ khóa gì chung hay không để chúng ta làm. Thì khi mà đã làm một video rồi thì chúng ta, khi mà các bạn đặt tên thì nhớ là xem thử những cái video nó nằm trong cái danh sách đề xuất, nó chủ đề của nó như thế nào, cái tên của nó có những cái từ khóa chung nào, thì chúng ta sẽ đưa những cái từ khóa chung đó vào cái video mới của chúng ta để làm sao để nó có thể tăng cái khả năng ăn được đề xuất của YouTube nha. Có thể là nó không nằm ở được vị trí thứ một, nhưng có thể nó nằm ở vị trí thứ hai, thứ ba gì đó. Đó thì đó là cái cách làm nha, đó là cách làm. Như vậy thì tổng kết lại, trong cái việc mà xử lý đối với một cái video đang được ăn đề xuất của YouTube thì chúng ta sẽ có hai cách nha. Một là chúng ta sẽ trong cái video mà đang ăn đề xuất đó thì chúng ta sẽ lưu ý đến cái phần làm thẻ tab nha, làm thẻ, lưu ý đến cái việc mà chúng ta đặt màn kết thúc và đặt cái thẻ trong video đó để hỗ trợ cho những cái video mới hoặc là những video mà chúng ta muốn kéo. Tuy nhiên là các bạn lưu ý cùng chủ đề nha, cùng chủ đề. Rồi, cái phần thứ hai nữa là gì? Cái phần thứ hai là chúng ta sẽ sản xuất ra những cái video có cái giá trị, có những cái nội dung tương đương nha, có giá trị và những nội dung tương đương để mà nó có thể là được ăn đề xuất của YouTube. Tại vì nó có những nội dung liên quan, có những nội dung liên quan thì nó thường kéo nhau lên nha, nó thường kéo nhau lên. Do đó mà các bạn có thể thấy rằng mình có thể làm cách đó để mà hỗ trợ cho cái video, làm một cái video mới để mà có thể là tăng cái lực view cho cái video đó. Đấy. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong, có chia sẻ xong cho các bạn cái vấn đề này. Thì nếu các bạn còn những cái cách nào khác, các tuyệt chiêu nào khác hay hơn thì các bạn vui lòng để lại comment chia sẻ cho mọi người nha, hoặc là làm video như thế này chia sẻ cho mọi người để chúng ta có thể là có được nhiều cái cách thức giúp cho cái kênh YouTube của mình phát triển một cách là nhanh chóng và nó theo đúng cái định hướng của YouTube. Rồi, cảm ơn các bạn và nhớ đăng ký kênh để mà cập nhật những cái video mới, và nhớ là để lại comment để chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp.